Alo, xin chào mừng các bạn đến với channel mình ha. Mình là HGTV đây. Thì trước khi vào video, bạn nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký channel cho mình. Và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả mọi người trong team Sinh Tố nha bạn nha. Và bạn nào muốn nói chuyện hoặc là tặng phát cho mình thì mình có để một cái link Discord ở dưới phần mô tả, bạn hãy xuống dưới đó và tham gia và nói chuyện cùng bọn mình ha. Và bạn khi các bạn bấm vào nút đăng ký thì bạn cũng phải nhớ click luôn vào cái chuông, khi đó thì mình sẽ ra video mới, nó sẽ thông báo cho bạn biết ha. Ok, giờ thì bắt đầu một video mới của mình thôi. Let's go. Lần này mình sẽ đột nhập vô cái chỗ hầm mỏ của Vinh Kỳ, cái chỗ mà cái hầm á bạn, hầm kim cương của bả. Trời, đào xuống. Nghe mấy đợt này bả đi mai về nhiều lắm bạn ơi. Đâu ta, mình hết tiền rồi nên giờ mình đã đành phải đột nhập vô chỗ bả. Hình như đường này đúng không ta? Mình nhớ là theo hướng này nè. Đào đập. Chưa tới anh ta, hình như mình nhớ gần lắm mà. Tới hình như đây đúng không ta? Wow, kim cương nè bạn ơi. Trời. Wow. Trời. Đợt này là mình giàu to rồi, thấy chưa? Rồi nhà mình hết sạch kim cương rồi, giờ qua đây chợm tí đồ để coi đây. Thầy mấy vừa dắt chúng em dạ? Với tâm lòng. Oh my god. Thiệt thà. Bình tĩnh. Cái gì vậy? Thì bả giết luôn rồi bạn ơi. Xui thiệt chứ. Giờ chắc mình sẽ ghé, không biết còn ai trong làng mình cướp ông ta đây mình coi. Còn sầu riêng các bạn, còn sầu riêng. Để mình qua coi, mình kiểm tra coi. Ôi trời ơi, tắm một chút xíu rồi lợp đồ với tắm rồi, mát quá bà con. Không tiền tắm, mình sẽ cố gắng. Ý có cái cúp nè, không có cái cúp sắt các bạn ơi. Hình như mình nhớ là theo cái đường mà gì ta, gọi là cái nhà tắm của ổng, mình như kim cương ổng thường để ngay cái góc nào ta. Mình nhớ mọi lần lúc trước mình hay đào là ngay cái góc này nè. Chắc luôn, đúng luôn các bạn ơi. Có gì đó sai sai các bạn ơi. Đi. La. Trời ơi mát quá bà con ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ê. Mình chưa thấy. Quay. Đứng xa tụi bạn, định mệt. Làm cái gì? Đi xuống đây. Định làm gì? Vô đây mò cầm cái cúp vô đây làm. Ê, cái tôi gì? Tôi có làm gì đâu nè. Khoan, từ đứng yên đó. Ông làm gì vậy? Làm gì vậy? Định vô đây ăn cắp kim cương hay gì? Chết, mình đào lộn chỗ rồi. Thì ra là làm đảo chích đó. Đảo chích nè. Đó, cái gì mà cũng bị ông giết luôn là sao? Cái gì các bạn ơi. Giờ mình phải làm gì đây? Để mình suy nghĩ coi. Thì có cách nào mình có thể lừa gạt được mấy người này không ta, để mình được kim cương mà một mớ kim cương già nữa. Thôi. Ồ, cái giếng này cũ lúc trước mình lừa Nguy với Vinh Kỳ lần rồi. À, mình có bạn ơi, lần này mình có một cái kế hoạch này rồi. Mình sẽ chỉ ta gọi là làm một cái cây thần đó bạn ha. Một cái cây thần đó nó sẽ giúp mình lừa kim cương mấy người này. Ok, được. Nhưng mà giờ mình cần dụng cụ. Chắc thì qua nhành nha xem thử các bạn ơi. Cái cúp kim cương của mình á, bà Vinh Kỳ bánh cho phá luôn rồi, bà lấy rồi. Nãy mình giết đâu rồi, giờ anh chỗ anh nha còn giống của coi kéo nè. Ê kéo anh cường quá, hiệu suất năm chi chạy bị vậy, bánh rán không, mình không cần. Một cái cúp hiệu suất đây, mình nói ngay mà đây. Có hết luôn nè bạn, đúng nhà anh nha, đúng có quá trời. Quá trời vàng luôn, nhưng mà vàng mình đâu cần, giáp kim cương mình cũng chẳng cần luôn. Thôi rút giờ mình, cái nhiệm vụ của mình đó chính là mình sẽ đi chặt cây và rất là nhiều gỗ bạn ha, để mình gì ta làm gọi là một cái cây thần giữa làng đi, để mình dụ mấy người này cũng được. Giờ đi các bạn. Rồi bạn ơi, đủ gỗ bạn ơi. Đặt chặt nãy giờ quá trời, mình chặt mình sang bằng nguyên khu vực này luôn rồi. Đâu được nhiều gỗ quá trời luôn, ngon lành ơi. Về thôi. Lần này mình sẽ xây một cái cây thần để dụ mấy người này mới được. Trời ơi, lâu rồi mình không xây, không biết giờ xây nó như thế nào ta. Rồi mình sẽ chỉ bạn xây cái cây thần và biết cách dụ mấy người này luôn ha. Mình sẽ nói cây này của anh Iha nên mình sẽ đỡ phải bị cái gì hơn. Nên khi mấy người này dục kim cương xuống thì chỉ dính 7 liền, mình sẽ lấy hết mớ luôn. Ok, xây thôi, chắc mình sẽ xây ở giữa làng luôn, ngay trước nhà anh Iha nè. Đây, đó các bạn cứ đặt theo mình ha, các bạn cứ xây theo mình đi. Các bạn sẽ gì ta làm được một cái cây thần ha. Cây thần lừa ha. Đào nhanh. Giờ thứ nhất là mình xin xây một cái gốc, cái gì ta, cái thân cây trước. Đó, xây nó hơi to, các bạn càng nhiều gỗ càng tốt ha. Đó, vậy đã ok rồi. Bắt đầu mình sẽ bích nó lại các bạn ha. Mình sẽ giống như làm cái dạng như bích lại nè. Các bạn nên làm như những cái cành cây mà nó rối tung lên á, nó tỉa ra.
đâu đâu đâu, bích nó lại trước à. Đây 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 đây. Đâu rồi đây. Đó. Để bạn ha. Rồi, giờ làm những cái cành lá nè, cành cây nè, làm xay nhanh luôn á bạn ha. Ok bạn, đó xong nè, mình xay được 4 cái cành nó chỉa ra nè, đó. Vậy là xong rồi. Mình còn thiếu gì nữa không ta? Ờ đúng rồi, giờ tới phần lá cây á bạn, đó, bạn cứ xay nè, chỉa ra giống như nè. Giờ thì tới phần lá cây nữa. Lá cây như là mình nhớ là ồ vàng, mình sẽ lấy vàng đi. Nhà Nia có quá trời luôn nè bạn. Trời vàng quá trời luôn. Mình sẽ xây thử một cái cây bằng vàng đó coi. Ok bạn ơi, xong rồi nè. Mình gần xong rồi, thêm vài chỗ nữa thôi. Rồi, xong rồi á. Đó, thêm chỗ này nữa, còn 4 cái nữa. À, mình đặt ở đây đi. Đó, đó xong một cái cây á bạn ơi, đó nè. Đó bạn cứ xây những cái lá mà bằng vàng nó nhìn đẹp chưa. Giờ thì bắt đầu thêm một. Giờ chỉ có việc là công nghệ cho tao bạn ơi, cái gì ta. Những cái đá đỏ như thôi. Đây, thứ nhất mình sẽ cho cái chỗ này nè, cái chỗ mà giống như nè dục đồ vô á bạn ha. Là giờ mình sẽ chế tạo qua cái bàn chế tạo cái đây. Đó nè. Để ở đây cái. Nhưng mà mình cần một cái gì ta gọi là cái gì cái đồ mà để hút mọi vật khi mình dục ra nó rớt xuống á, mình quên nó gọi là cái gì rồi. Để mình về nhà lấy, mình nhớ nhà mình vẫn còn vài cái á. À đây rồi. Đây. Với thêm một cái. Đây rồi, cái máy thả bạn. Nhưng mà mày không biết mình còn cái gì không trời. U mình còn một ít kim cương nè. Ý trời, ý chết. Đào. Mình còn một 3 viên kim cương á. Mình nghĩ 3 viên kim cương này chắc đủ để lừa gạt mấy người này rồi. Hình như mình không có cần gạt hay sao á ta. Không biết mình còn không nữa. À trên đây mình còn một ít nè, 8 viên á. 8 viên. Ồ mình nghĩ chắc đủ á. Cần gạt như làm dễ đúng không ta? Cần gạt chỉ cần đá thôi, chắc mình sẽ đào vài cục đá ngay cái bên này đi. Đây rồi, có đá nữa bạn. Đào. Xong. Đi về ta, đi quay lại chỗ cây đó bạn. Nhanh đi. Đâu rồi ta? Đây. Đó. Thêm này vô đây. Mình sẽ xây một cái gì ta? Đây rồi. Một cái. Ý, để đây đúng không? Ok được nè. Mình sẽ đặt cái trên này luôn. Để cái này bên trong đây. Ôi trời, nó quá trời thứ rồi. Đó bạn chỉ cần dục vô, nó vô trong mà. Giờ mình sẽ nó vậy là xong. Giờ mình chỉ cần lắp ráp thêm một cái gọi là cái máy thả trên đây nữa là ok luôn á bạn ha. Máy thả. Đâu rồi, giờ mình sẽ vô trong cái cây này của mình điều chỉnh chút xíu á bạn ha. Nó lên đây. Qua đây cái. Đâu rồi, where you now? Đây rồi. Ý trời. Té xuống luôn. Bây giờ sao lên ta? Đây. Đây á bạn ha, mình sẽ chặn ngay chỗ này cái để mình trèo lên tiếp. Trên đó lên đây đèn vàng các bạn ơi. Đó, các bạn chỉ cần đặt cái máy thả ở đây nè. Là không ai thấy đâu, mình chắc chắn luôn. Chỉ cần các bạn, hoặc là bạn cũng có thể lấy gỗ bịch lại luôn. Giờ mình sẽ bỏ thử một miếng gỗ vô trước nè. Đâu ta? Đây, rồi. Cất xuống và mình sẽ bịch lại. Và mình sẽ đi vô bên trong. Để coi, đó nè. Để mình làm cái đường cầu thang lên luôn á bạn ha. Đó. Đó, có trong đây rồi. Giờ mình cần làm qua một cái gọi là cái cần gạt á bạn ha. Một cây que và một cái cục đá là ok. Ủa, cần gạt này làm đúng không? Hay là mình còn thiếu gì nữa ta? Đâu cho mình xem mà coi. Cần gạt, à đây nè. À, ở dưới chứ không phải ở trên. Đó, ở đây. Gạt cái. Là nó đã ra ngoài đây rồi bạn ơi. Đó, thấy chưa? Đỉnh cao chưa? Ok. Lắp lại. Đừng để trời thấy chỗ này á. Ok. Ok, giờ mình sẽ đi lừa mấy người kia đây, dụ mấy người kia tới. Mình sẽ đạp cái hầm đi. Đi chơi an toàn các bạn. Miễn là không ai biết cái đường phía sau này được rồi. Ok. Xong. Giờ thì ra ngoài giờ bắt đầu đi dụ sầu riêng chứ Vinh Kỳ đó bạn ơi. Let go, nhanh nào. Dụ sầu riêng chứ bạn. Từ cất hết mớ này vô cái. Ê sầu riêng. Ê, cái gì vậy dụ vậy? Dạ. Ê, ông vẫn còn mặc cái bộ à. Trời ơi, má ơi, nãy giờ tôi đi tắm. Trời ơi, vũ gì? Ý, anh Nhi Ha mới vừa nhập một cái cây thần về luôn á. Anh vũ tôi phải không? Ê, anh Nhi Ha nhập cho mấy tôi nhập kìa, bỏ cây đó ra nhìn kìa. Ok, tôi thấy rồi. Thôi, tôi tạm tin ông ấy nha. Cái cây đó, để nãy tự nhiên tôi đi ra, tôi lỡ rớt viên kim cương vô cái gì ta, cái gốc cây á. Tự nhiên nó giục lại tôi 2 viên. Anh đù, gì vãi vậy? Ồ, thấy không? Thiệt. Trời ơi. Ôi ơi, bây giờ tôi hay là tôi lại
tôi xíu nha, tôi vô tôi lấy kim cương nha, tôi giả bộ tôi nằm quăng xuống đây đi. Để xíu. Ấy, mình đi qua đó trước bạn ơi, đi qua đó trước. Mình phải chui vô cây trước các bạn, không là này ổng đi qua ổng mệt lắm á. Rồi. Cây rìu đâu? Phá chui vô nhanh, chui vô. Ý, còn lọt hố nó xui thiệt. Rồi, đi nhảy lên. Ok, lắp lại nè. Rồi. Ôi trời ơi, chuẩn bị xong hết rồi. Ủa rồi khứa hai chị đâu ta? À chắc là lại đó trước rồi, lại đẳng coi thử cái cây. Hey. Ồ, cái cây gì đẹp dữ vậy ta. Trời ơi, cây này trời bự dữ. Ủa cái cây này đầu bằng vàng luôn. Đậu sao anh như hay với ta. Trời ơi. Ủa rồi cái chỗ hồi nãy hai chị nó nói làm gớt đâu ta, không biết đâu luôn. Ủa có lỗ gì nè. Phải không ta? Lỗ này phải không ta? Hey, để quăng giả bộ quăng thử vô cái cây. Hình như ổng tới bạn ơi, không hình như ổng bạn. Trời ta. Ok, để quăng vô coi thử cái cây nó có gớt cái gì không ạ. Hey, một cục. Thì ổng quăng vô một không có gì hay từ từ để mình không xem có gì trên này ổng có rồi. Trời ơi cây lừa đảo rồi, từ từ có không, từ một cục nè, hai cục với ổng luôn đó. Ui trời ơi, ui má ơi thiệt luôn. Ui ơi, quăng lại một cục nữa nè, quăng hai cục luôn phải không nè, tổng cộng là nếu như cây này sẽ theo tới té mình sẽ là ra bốn cục cho ổng phải không. Bốn cục nè, 1, 2, 3, 4. Ông em bị giật quá bạn. Ui ơi. Ui đó. Ui thiệt luôn. Trời ơi, giàu to rồi má ơi. Trời ơi, sắp thành đại gia rồi, tỷ phú rồi. Trời ơi. Giờ quăng vô thêm lại 4 cục luôn. Để coi ơi, này có phải là như thiệt không ha. Dạ mà ổng quăng vô 4 cục luôn hả? Ghê vậy. Hỏi thêm cục nữa đi. Đó, chọn 5 cục luôn. 5 cục luôn. Ủa. Mình đang thắc mắc, ủa ông có đếm số ngược không ta? Rồi 5 cục thì mình sẽ cho ông 10 cục phải không? Từ từ mình cho ok đó nè, đó ui ơi lỗ chút xíu. Ê. để dụ ổng các bạn. Trời ơi cái cây gì đâu mà quỷ thần thì chứ, nó trả tiền lại mà nó để tiền trên đây không phải đập cái cây này để đi lấy xuống mới được. Trời đậu xanh nó đập không được, cái cây gì cứng ngắc à, trời ơi tức quá. Ôi trời ok lấy được rồi nè. Thôi trả nè trời ơi. Ơi thôi qua rủ chim kia qua đây coi chung thử coi cái cây này nó thần kỳ quá bà con ơi. Chín kia ơi! Trời ơi, chín kia ơi! Giờ này còn ngủ nữa, trời ơi! Chín kia ơi, dậy chưa? Trời đất ơi, cái gì vậy cha nội? Ra đây, nói chuyện coi! Trời ơi, mới phát hiện nghe một cái này siêu khủng luôn! Ồ, vụ gì trời ơi? Thằng Hai Chi mới qua ăn cắp tiền nhà tôi ấy, vụ gì? Tức thiệt á chứ! Kệ đi! Hồi nãy Hai Chi đi qua nói với tôi á, trước cửa nhà Hi Ha mới có cái cây gì mà cái cây nó vàng khè luôn, nó cây nhân bản tiền á! Cái gì thiệt hả? Chẳng qua, nghe tiền rồi nó khó đi! Đi rẽ lên, trời ơi, quăng một cục là gì, ra được một cục á! Nhanh Hai Chi ơi, ôi lộn, nhanh Chín Kia ơi. Trời ơi, lộn tên tôi với thằng Hai Chi như vậy. Lộn mà. Trời thấy không, cái cây siêu to khổng lồ luôn nè, trời ơi. Cây vàng khè luôn. Đúng rồi, quá trời đẹp luôn, bây giờ tôi chỉ bà nè, bà quăng kim cương vô đây nè, trong đây nè, cái lỗ nè. Quăng vô, hí, đó, rồi đợi khoảng chút xíu là nó văng ra lại à. Trời ơi, như hai người này tới thì sao á. Chưa ra vậy. Quăng vô đây nè, đó, xuất hiện ra nè. Ông quăng một viên hả? Đâu để mình lấy. Coi nè, coi tôi ấm mấy viên nè. Mình còn mấy viên hả bạn ơi? Ấm là ở Velasibo rớt cái cục kim cương đó. Trời đậu xanh rớt mà dính trên cây nữa rồi. Trong cây vậy. Rồi, nó sạch tiêu tiêu luôn rồi. Ôi xui quá vậy trời. Trời ơi. Hình như mấy người này đang lấy kim cương rồi. Lấy nè, ở đây cục của ông nè. Rồi bây giờ bà muốn nữa ông tôi quăng vô một đống nữa cho. Chuyện kỳ ơi, bây giờ tôi quăng vô thêm nha. Ông đừng, làm ăn với ông là lỗ chết. Bây giờ nghe tôi nè. Bây giờ mình phải rút hết tất cả các tiền của mình ra, kim cương của mình ra bây giờ. Mình lấy hết mình bỏ một lần luôn. Xong nó sẽ nhả ra như núi lửa phun trào vậy, trời ơi, vậy mới sướng ông ơi. Trời ơi, hay quá. Đúng rồi. Về nhà lấy, về đó. Ok, để tôi lấy kim cương của tôi luôn. Ok. Ôi trời ơi, Chín Kia lâu quá vậy ta. Chín Kia ơi, về tới trời ơi, đây. Tôi đem một đống luôn qua nè, trời ơi, quá trời nhiều kim cương luôn nè. Huy. Ôi dữ, quá nhiều, lượm lại. Rồi, bỏ vô. Bỏ nhiều vô. Đây. Rồi bây giờ bỏ mấy xì tắc luôn nghe. Đúng rồi. Trời ơi, quá trời nhiều luôn. Đó, trời ơi, hết tài sản của tôi luôn, có nhiều tài sản tôi quăng vô hết. Đó, trời ơi, tràn đầy kim cương luôn. Trời ơi, mấy người này như về nhà lấy kim cương các bạn ơi. Nãy mình đứng trong đây mình còn nghe mấy người nói nữa. Lên, sorry. Trời ơi. Đó nè, tiền bỏ vô. Mấy xì tắc luôn nha.
Đó, trời ơi nhiều quá trời luôn rồi, hết gia tài gia sản của tôi luôn nè đó. Quá trời luôn, thấy chưa? Mấy người này dễ bị dụ lắm, nghe nó cây thần của mình xây mà. Trời ơi, các bạn cứ xây cái cây thần này đi sẽ dễ dụ. Ồ quá trời luôn nè. Ôi, không hết luôn. Wow, nhiều vậy, để mình chui vô đây coi coi. Còn không ta? Ôi, ý trời đây nhóc túi đồ mình ơi, để mình dục bớt ra cái, đó, dục bớt ra để mớ cầm hết mớ kim cương cũng được. Đáng lẽ mình lên mang theo cái cột. Hết chưa ta? Thêm nữa. Trời quá trời, đầy túi đồ luôn rồi. Thêm nữa đi, trời ơi nhiều lên. Trời, tụi mình đại gia mà, trời sắp thành đại gia tỷ phú rồi. Đúng rồi bạn ơi, trời ơi. Thành tỷ phú rồi. Trời mấy người này đúng chứa kim cương nhiều thì để coi coi còn không. Ý chết mà hết chỗ chứa rồi giờ sao ta? Thôi, giả bộ trốn trốn chuồng chuồng đi mới được. Ủa sao nó nhả ra? Ủa sao tôi thấy giống như nó bị kẹt lại hay gì á? Mình quăng ra mà. Quá trời luôn, mấy người này đúng giàu thì hai người này đúng giàu chứ, làng giờ mình trốn mới được. Tôi thấy là không được rồi, phải đổi cái cây này ra lấy nó. Ê, ôi, ô cái gì vậy? Ê, kim cương. Ủa, sao thấy hai chị giống? Quay, chạy. Chạy em ơi. Ôi, cây của mình, cây không sức cây, chạy của mình mà. Mày đứng lại đây. Lúc bạn ơi. Mình bị lừa rồi, đậu sao? Đâu rồi? Đứng lại đó. Ok, thôi được rồi, tao video của mình tới đây cũng đã dài rồi. Thì mình xin cảm ơn bạn đã video mình anh. Nếu như vậy nào thấy thích video này của mình, nhớ để lại mình like, share, chia sẻ, đăng ký xem nào cho mình. Và hẹn gặp lại em với video tiếp theo nha. Ê, trời bạn đánh tới mình rồi, chạy. Có chừng bị bả bắt này là xui luôn á. Đâu rồi, cái thằng hai chi kia đâu rồi? Ê, chạy, ông Tàu Nguyên nó chạy tới.